Quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Thành An. Hôm nay có một cái điều vô cùng đặc biệt, chúng tôi cùng với đoàn doanh nhân Việt Nam đã đến thăm đất nước Phật giáo Myanmar, hay là Burma là tên gọi cũ, và chúng tôi có một cái trải nghiệm vô cùng đặc biệt tại cái đất nước này, khi mà tất cả Việt Nam hay là các cái quốc gia về lân cận của Việt Nam đang quay cuồng với nạn dịch của virus Corona hay virus Wuhan, thì tại đất nước này mọi người vẫn hồn nhiên và đi lại. Và cái trải nghiệm của chúng tôi vô cùng ấm áp khi mà tôi được đón nhận những cái sự yêu thương từ những người dân bản địa nơi đây. Và cái điều gì mà làm nên đất nước này với cái Phật giáo tươi đẹp, với cái không gian tuyệt vời, và hơn nữa là họ miễn nhiễm với các cái virus đã lây nhiễm từ trước đến nay, từ virus SARS đến virus SARS, hay là gần đây là virus Corona. Thì khi mà được chia sẻ với anh em, tôi muốn chia sẻ là câu chuyện này để cộng đồng của tôi, những anh em, những anh chị em yêu mến tôi có được cái điều này. Nếu có dịp mà